Đây là 5 bước để vượt qua cái nỗi sợ quay video và xuất hiện trước mạng xã hội. Và đây có thể là một cái chủ đề mà anh chị đã quan tâm rất là lâu. Và anh chị biết được rằng là chúng ta sẽ cần phải làm video. 6 năm trước là lần đầu tiên mà Tài bắt đầu quay cái video đầu tiên của mình. Và thực sự mà nói đó là một trải nghiệm kinh hoàng, bởi vì Tài chưa từng quay video bao giờ. Và nó cũng kiểu như nhìn thẳng vào camera như bây giờ thôi, nó cũng là một nỗi ám ảnh. Bởi vì nó giống như kiểu là Tài sẽ nhìn ngó nhìn nghiêng và giống như kiểu là mình sắp đi lừa đảo tới nơi ấy. Nhưng vì bất cứ lý do nào đó mà ngày hôm nay mình đã bắt đầu quay những video như thế này rất nhiều lần. Và hôm trước thì có một vài khách hàng của mình bắt đầu hỏi về việc đó là anh rất là muốn quay video, anh biết là video rất là quan trọng, nhưng mà cứ bật cái máy quay lên là chữ đâu nó bay hết mất. Hay là có những cái người mà khi mà Tài tìm hiểu ra thì họ nói rằng là cái thứ mà họ sợ nhất đó là làm video xong họ cảm thấy trong mình thật là ngu ngốc và bị người khác phán xét, bị gia đình cấm cản, bị gia đình nói rằng là bán hàng vân vân. Ok, và vì bất cứ lý do nào ở trong đó thì nếu anh chị đang biết được rằng là cái video rất là quan trọng và anh chị biết được rằng là nó cực kỳ là quan trọng với doanh nghiệp của mình, và kể cả những đối thủ cạnh tranh của anh chị cũng sử dụng cái video, họ bắt đầu lên hình, họ bắt đầu lên TikTok, họ bắt đầu lên Facebook để bắt đầu bán hàng, thì câu chuyện đây là gì? Nếu anh chị là những người kinh doanh dịch vụ, những người làm đào tạo, những người bán sản phẩm dịch vụ giá trị cao thì cái việc mà xuất hiện video là bắt buộc, và anh chị biết được rằng điều đấy nó cực kỳ quan trọng. Nhưng vì bất cứ lý do gì đó mà anh chị vẫn sợ, anh chị vẫn đang chưa làm điều này, thì hôm nay Tài sẽ chia sẻ cho anh chị 5 cái bước để anh chị có thể vượt qua được nỗi sợ quay video và tất cả những gì đang kìm hãm anh chị lại và không cho anh chị quay video đó. Ok, trước khi chúng ta đi vào cách làm và Tài sẽ chia sẻ cho anh chị 5 bước để anh chị vượt qua nỗi sợ này, thì cái thứ đầu tiên mà chúng ta cần phải giải quyết cùng với nhau ấy, có những lý do nào nó khiến cho anh chị có thể bị kìm hãm đến như vậy? Và anh chị thấy rằng là mặc dù anh chị đã mua những khóa học ngoài kia, anh chị đã lên YouTube để anh chị học, anh chị đã tìm kiếm các công thức làm thế nào để quay video, học cách làm kịch bản, học cách để quay video, học cách để edit video, thậm chí có một số anh chị chưa quay nhưng mình đã đầu tư những cái máy rất là xịn và đắt tiền. Và tại sao Tài biết điều đó? Ok, bởi vì Tài đã từng như vậy. Mình đã mua rất nhiều cái máy xịn sò và trong đó để sò 2 năm và không có đụng tới quá nhiều. Vậy thì cái thứ đầu tiên mình cần phải giải quyết ở đây đó là cái thứ đó là sợ xuất hiện trước ống kính. Đồng nhận đó cũng có thể một cái lý do nó cản trở chúng ta. Vậy thì quay lại lý do ở đây tại sao chúng ta sợ xuất hiện ống kính. Nó chỉ đơn giản thôi. Có một người anh mà Tài đã từng hỏi về việc là anh ơi, không biết là tại sao mà cứ khi bật cái máy quay lên đó, em không dám nhìn thẳng vào cái camera mà mắt em cứ láo luyên mà em không làm gì đâu. Anh ấy nói với mình một ý đó là gì? Anh ấy thách mình rằng là nếu mình quay đến video thứ 20 mà mình vẫn sợ điều đó. Ok? Và đó thực sự là một thứ nó đã thay đổi mình rất là nhiều về việc quay video, bởi vì đúng thật như anh ấy nói đó là gì? Khi mình hỏi những câu hỏi đấy đó là bởi vì đó là những video đầu tiên mình quay và không ai có thể thành thạo và không ai có thể là cảm thấy thoải mái khi mà xuất hiện trước camera trong những lần đầu tiên được cả. Và bản thân mình cũng không ngoại lệ. Và đó chính xác là lý do mà khi mà mình đã quay, thậm chí nó chưa đến video thứ 20, nó mới chỉ là video thứ 10 thôi, là mình đã bắt đầu hết cái nỗi sợ đấy rồi. Nó không phải chỉ riêng mỗi mình mà nó còn là rất nhiều anh chị khác ở ngoài kia, rất nhiều bạn khác ở ngoài kia. Khi muốn làm video mặc dù mình đã chuẩn bị rất là nhiều, nhưng mà khi cầm cái điện thoại lên hoặc là đặt cái máy quay trước mặt đó là mình bắt đầu quên chữ luôn. Và đó thực sự là một cái thứ mà nó làm cho chúng ta không thể nào quay video một cách tự nhiên được. Và cái thứ hai đó là chúng ta lo lắng về cái khả năng truyền đạt của mình. Ok, đó là bởi vì khi chúng ta bắt đầu quay đi thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy là chúng ta nói nó hơi chậm, nói nó hơi chán, nó cảm giác mà mình nhìn vào mà mình không muốn xem luôn ấy, thì mình thấy rằng là sao khách hàng lại xem cái này được. Và chúng ta cứ bị cái nỗi sợ đấy, và khi làm một vài lần như vậy chúng ta chán luôn, chúng ta bảo là không biết là làm video này thì ai xem, mà nó không ai xem thì quay làm gì nữa. Và sau đó rất nhiều người bỏ cuộc ở đấy. Và câu chuyện đấy nó không có riêng ai cả. Ví dụ như gần đây có một khách hàng của Tài trong lĩnh vực đào tạo đi, họ đã cố gắng để làm rất là nhiều video, nhưng vì lý do gì đó mà họ cứ quay một vài video thì họ cảm thấy nó rất là chán, họ cảm thấy họ không quay được hết luôn, bởi vì họ thấy họ nói chán quá. Và khi họ nói chán quá như vậy, họ cảm giác là mình đăng lên này thì mình cảm thấy rất là nhục, mà nó còn thậm chí là làm cho khách hàng nó đã kém tin tưởng mình hơn nữa, thế là họ không có đăng luôn. Và sau khi mà làm việc với Tài ấy, thì Tài đã hỗ trợ cho họ về việc là anh phải quay đi, anh phải quay hết đi. Bởi vì cái câu chuyện đây đó là những cái lần đầu tiên mình làm ấy, nó không thể nào tốt được. Mình xem những video của mình nó thấy rất là gớm luôn ấy, thì mình không thể nào mà mình đăng lên được. Thì cái câu chuyện đây đó là mọi người đều bắt đầu như vậy, và đó chính xác là cái lý do mà bất cứ một ai khi quay những video đầu tiên, nó chỉ là đánh giá về hành động thôi, mình có quay thật nhanh hay không. Và bởi vì mình càng quay nhiều bấy nhiêu, mình càng làm nhanh bấy nhiêu, mình sẽ càng vượt qua cái giai đoạn mà mình trông mình chán ngắt như vậy càng nhanh. Ok, và cái nữa mà chúng ta có thể lo sợ đó là chúng ta không có biết về các kỹ thuật quay dựng, rồi chúng ta không biết cách để edit video, chúng ta không biết cách để làm ý tưởng, chúng ta không biết cách để viết kịch bản, vân vân. Thì đó là một cái vấn đề về sự thiếu hụt kỹ năng của chúng ta, và bằng một cách nào đó chúng ta có thể gán nhãn cho chính chúng ta rằng là chúng ta không có khả năng sáng tạo, chúng ta không có khả năng để giao tiếp, chúng ta không có khả năng để nói, vân vân. Thì đó thực sự là những cái vấn đề mà Tài thấy được rằng là chắc chắn điều đấy là đúng, bởi vì là làm sao chúng ta có thể giỏi trong khi chúng ta chưa từng làm nó bao giờ? Không có cái điều gì mà nó có thể như vậy được cả. Và
cái việc video này cũng vậy. Hãy nhớ lại những lần đầu tiên, những cái khách hàng đầu tiên mà anh chị gặp. Hãy nhớ lại những cái bệnh nhân, những cái khách hàng dịch vụ hay là những khách hàng đầu tiên mua sản phẩm của anh chị. Anh chị cảm thấy hào hứng như thế nào nhưng cũng cảm thấy lo lắng như thế nào. Cái lý do tại sao lại như vậy bởi vì đó là những lần đầu tiên anh chị làm điều đấy. Cái này nó cũng giống như bất cứ một cái công việc gì đầu tiên mà chúng ta làm, chúng ta đều đầy cái sự nỗi sợ và sự lo lắng, kèm với đó là sự hào hứng. Cái việc này không được giải quyết bằng cách là chúng ta đi học nhiều hơn, chúng ta mua những khóa học, chúng ta lên YouTube để học cách edit, chúng ta mua những khóa học để edit video, chúng ta mua những khóa học về quay dựng hay là làm video. Nó không có bất cứ nào trong này hiệu quả cả, bởi vì khi mà anh chị càng học ấy, anh chị sẽ càng thấy rằng là mình càng không hiểu biết. Ok, đó là một cái lý do rất là quan trọng. Anh chị càng học nhiều bấy nhiêu, anh chị là càng cảm thấy là sao mình lại dốt thế ta, sao lại có nhiều điều mình không biết thế ta. Lúc nào anh chị cũng cảm thấy nó không hoàn hảo, lúc nào anh chị cũng cảm thấy nó không đủ. Và đó thực sự là một cái động cơ nó kỳ là kìm hãm anh chị lại luôn. Bởi vì anh chị học nhiều bấy nhiêu, anh chị là càng cảm thấy mình thiếu bấy nhiêu. Anh chị học bấy nhiêu, anh chị là càng cảm thấy cái video của mình chất lượng tệ bấy nhiêu. Anh chị càng học nhiều bấy nhiêu, anh chị là càng không dám quay, và quay xong không dám đăng. Và đó chính xác là cái thứ mà kìm hãm anh chị rất là nhiều. Và nó, cái vòng lặp đấy nó không bao giờ kết thúc lại cho đến khi anh chị thực sự dừng lại, quay nó, đăng nó trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đầu tiên. Ok, và đó là cái thứ mà chúng ta sẽ cần gặp. Và cuối cùng lại, cái lý do cuối cùng mà để cho anh chị có thể bị kìm hãm đấy, đó là cái việc mà chúng ta sợ bị người khác phán xét. Và đây thực sự là một điều mà Tài không hiểu được cho đến khi là vào những cái năm tháng đầu tiên mà Tài bắt đầu đăng những video lên mạng, đăng những bài viết lên mạng để chia sẻ giá trị, để bắt đầu thu hút những khách hàng của mình. Thì bắt đầu là bạn bè vào gièm pha, có người thì vào cười đều, có người thì vào nói đều, vân vân. Ok, vậy lựa chọn Tài là gì? Phớt lờ. Yeah. Nó chỉ đơn giản ở đây đó là khi mà Tài đã làm điều này một vài lần ấy, Tài mới nhận ra rằng là mình không có quan trọng đến như vậy. Họ chỉ comment 1 đến 2 bài viết như vậy sau đó rồi biến mất. Ok, họ không bao giờ hỏi mình làm gì tiếp nữa. Và cuối cùng lại, kể cả như là họ có gièm pha hay là họ có nói gì đi chăng nữa, thì cuối cùng lại đó vẫn là công việc của chúng ta. Và nó chỉ đơn giản đó là khi mà chúng ta bắt đầu làm đi những việc mà mình chưa làm bao giờ, thì mọi người, có thể có những người sẽ vào và ủng hộ, và có những người cũng sẽ vào và không ủng hộ, và có thể nó cái điều gì đấy mà khiến cho chúng ta nhụt chí. Hoặc là có những người thì có thể là bị gia đình phán xét, đồng nghiệp phán xét, hay là đội nhóm phán xét. Tại sao ta biết điều đấy? Bởi vì Tài đã từng bị như vậy. Ok, vậy thì Tài có nhụt chí không? Dạ, chắc chắn là có một xíu, nhưng về cơ bản thì họ nói đúng. Bởi vì những cái lần đầu tiên mình làm nó không thể nào tốt được. Nó chỉ đơn giản đó là chúng ta chỉ cần xử lý công việc của mình, quay video, thu hút khách hàng tiềm năng, bán được nhiều đơn hàng hơn, và chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Và đó là bốn cái nỗi sợ điển hình mà khiến cho anh chị ở đây, mặc dù anh chị là những người có chuyên môn, anh chị có kiến thức để chia sẻ, anh chị biết được rằng cái lời khuyên của mình có thể giúp được cho ai đó thay đổi cuộc sống của mình, có thể giúp cho họ thay đổi cuộc sống của họ tốt hơn theo những khía cạnh nào đó, có thể sức khỏe tốt hơn, có thể làn da đẹp hơn, có thể là giảm cân, có thể là công việc kinh doanh tốt hơn, có thể là mối quan hệ tốt hơn, bất cứ điều gì. Với cái việc mà anh chị có thể chia sẻ như vậy thì thứ nhất là anh chị giúp được rất nhiều người, và cái thứ hai là anh chị có thể thu hút được rất nhiều khách hàng tiềm năng, từ đó tăng trưởng cái doanh nghiệp của mình. Và đó thực sự là một thứ cực kỳ là mạnh mẽ, bởi vì trong cái thời đại ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong thời đại rất là đa nghi. Mọi người cực kỳ là có nhiều cái trải nghiệm tồi tệ với mua một cái món hàng ở đâu đấy, và họ không có được cái thứ họ muốn, và họ có cái trải nghiệm mua hàng rất tồi tệ. Thế nên là nếu mà anh chị chỉ bán hàng mà anh chị không biết cách để làm video để chia sẻ giá trị, để có thể tạo ra nhu cầu, để có thể là bắt đầu bán hàng và thu hút khách hàng tiềm năng cho mình, anh chị sẽ càng ngày càng vật lộn ở đây. Bởi vì ngày hôm nay hình ảnh hay là những bài viết nó càng ngày càng kém hiệu quả rồi. Hơn nữa là những cái đối thủ, những người khác trong cái lĩnh vực của anh chị, nói chị nhìn thì họ đã làm video rất là nhiều rồi. Vậy thì nếu anh chị đang ngồi đây và đang tìm cách để giải quyết nó, thì chúng ta sẽ đến 5 bước để chúng ta giải quyết được cái bài toán này nhá. Làm thế nào để anh chị có thể vượt qua được cái nỗi sợ này nhanh chóng nhất, để anh chị có thể bắt đầu cái công việc kinh doanh của mình dựa trên video. Ok, và tí nữa Tài sẽ nói về điều này. Vậy thì làm thế nào để anh chị có thể có được những cái video nó hiệu quả nhất và nó giúp cho anh chị phát triển công việc kinh doanh? Thì điều đầu tiên mà anh chị cần phải nắm vững ở đây đó là chúng ta cần phải giảm thiểu đi những cái thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Ok, đó là gì? Đó là anh chị kỳ vọng rằng anh chị sẽ có được một cái video hoàn hảo ngay từ đầu. Nó là cái thứ nó không tồn tại nếu đây là lần đầu tiên anh chị làm nó. Nó không được giải quyết bằng việc là anh chị sẽ thuê một đội agency, hay là có ai đó sẽ viết kịch bản cho anh chị, hay là có ai đó sẽ hỗ trợ anh chị. Nó không phải là về việc là anh chị sẽ học thêm những khóa học làm video nào nữa, quay video nào nữa, dựng video nào nữa. Và chắc chắn nó không thể nào là có một cái con đường gọi là chắc chắn thành công để anh chị đợi ở đây để nó có mà bắt đầu nó hiệu quả. Nó không có cái điều đấy. Nó chỉ có là một thứ mà anh chị sẽ bay vào làm nó, và trong quá trình làm chúng ta sẽ vừa cùng nhau để xem cái gì là hiệu quả thì anh chị làm nhiều hơn, cái gì kém hiệu quả thì anh chị làm ít hơn. Và phần lớn ở đây, nếu anh chị chưa từng làm nó bao giờ, chắc chắn nó sẽ fail, chắc chắn nó sẽ thất bại, chắc chắn nó sẽ không có gì thay đổi cả. Nhưng anh chị sẽ biết được rằng đó là lần đầu tiên anh chị xuất hiện trên video, nó sẽ rất khác. Và sau lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, anh chị sẽ tiến bộ hơn theo thời gian.
Và đến một cái điểm nào đấy, video của anh chị bắt đầu hiệu quả thì nó sẽ bắt đầu có được cái lực kéo, nó sẽ bắt đầu thu hút được những data về. Nhưng điều đấy chỉ xảy ra nếu anh chị bắt đầu thôi, chứ nó không phải là có một con đường chắc chắn hay là sự chuẩn bị kỹ lưỡng nào hơn. Do đó, điều chúng ta cần ở đây đó là gì? Chúng ta sẽ giảm thiểu tất cả những gì mà anh chị cần nghĩ rằng là chúng ta cần phải có. Thứ nhất, anh chị không cần một cái đội marketing hay một đội media nào viết kịch bản cho anh chị hết. Và thứ hai đó là anh chị không cần bất cứ một thiết bị nào cả, nó chỉ cần cái điện thoại của anh chị thôi và cần ánh sáng mặt trời, cần bất cứ điều gì đó, ok, để chúng ta quay. Cái thứ ba ở đây đó là chúng ta không cần bất cứ về việc là chúng ta cần phải viết một kịch bản hay là gì hết. Đó là tất cả những thứ nó có quan trọng không? Có, nhưng nó có quan trọng tại thời điểm bắt đầu không? Không, bởi vì đây là cái thứ mà thời điểm anh chị chưa làm, thế nên là nó chưa có bất cứ gì nó quan trọng ở đây cả. Cái thứ mà chúng ta cần giai đoạn bây giờ đó là số lượng. Tức là số lượng nó sẽ quan trọng hơn chất lượng bây giờ. Bởi vì anh chị không thể nào làm ra những cái video hiệu quả và hoàn hảo và có chất lượng cao nếu anh chị không làm nó. Và vì lý do gì đó anh chị đã muốn làm điều này trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm rồi mà anh chị vẫn chưa làm ấy, thì nó khả năng rất cao nó đến từ chủ nghĩa hoàn hảo. Anh chị muốn mọi thứ phải đúng ngay tại thời điểm bắt đầu, và đấy cũng chính xác là lý do mà anh chị không thể nào quay được cái video đầu tiên. Mặc dù anh chị biết rằng anh chị có cái thứ muốn được chia sẻ, anh chị biết rằng cái thứ kiến thức, cái kinh nghiệm của anh chị sẽ giúp ích được cho ai đó, và quan trọng hơn cả cái điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp của anh chị tăng trưởng. Nhưng vì lý do gì đó, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm đã qua, 1 khóa học, 2 khóa học, 3 khóa học rồi, đã qua video thứ 3, thứ 5, thứ 10 anh chị học về điều này rồi, nhưng vì lý do gì đó mà anh chị vẫn chưa làm nó, ok? Vậy thì rất khả năng cao đó là chủ nghĩa hoàn hảo, hoặc là anh chị luôn cảm thấy có gì đấy nó vẫn không đủ khiến cho anh chị cảm thấy không tự tin để bấm vào cái máy, bấm cái nút quay đấy, quay cái video anh chị chia sẻ và đăng nó lên mạng. Thì đó, nó có thể đến từ việc anh chị đã yêu cầu mình cần phải có quá nhiều thứ tại thời điểm bắt đầu, ok? Và đó chính xác là cái thứ đầu tiên mà anh chị sẽ cần. Anh chị không cần gì cả, anh chị chỉ cần một cái điện thoại thôi mà anh chị quay nó, ok? Đó là thứ đầu tiên mà chúng ta cần. Cái thứ hai đó là, vậy thì anh chị sẽ hỏi, vậy thì cái chủ đề mà chúng ta sẽ nói là cái gì, hay là ý tưởng là cái gì, đúng không? Vậy thì cái thứ đầu tiên mà anh chị cần ở đây, anh chị không cần một cái list 100 ý tưởng hay 200 ý tưởng hay 500 ý tưởng. Ta sẽ chia sẻ cho anh chị cái cách nhanh nhất để anh chị có thể có những chủ đề và ý tưởng có thể thu hút đúng khách hàng tiềm năng của anh chị, ok? Những người đang quan tâm tới những điều anh chị đang làm. Và Tài sẽ ví dụ cho anh chị luôn, đây là cái video mà Tài đang làm ra để trao giá trị, để chia sẻ, để xây dựng mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng của Tài. Và nếu anh chị đang xem video tới đây thì có thể là anh chị đang là tiềm khách hàng tiềm năng của Tài. Vậy thì tại sao Tài lại biết điều đấy? Bởi vì Tài biết được rằng rất nhiều khách hàng của Tài muốn quay video nhưng họ sợ việc quay video, và đến vì lý do gì đó mà họ vẫn chưa quay video đầu tiên của mình. Thì đó chính xác là cái lý do mà Tài có video này. Thế nên đó là cái chủ đề ý tưởng đầu tiên của anh chị mà anh chị muốn làm. Đó là trả lời cái câu hỏi mà rất nhiều người đã hỏi anh chị trước đây, nhưng vì lý do gì đó mà anh chị chỉ trả lời một với họ thôi. Thì bây giờ anh chị mang điều đấy lên, anh chị trả lời trên online, thì chắc chắn đó là những câu hỏi mà khách hàng tiềm năng của anh chị cũng đã hỏi, nhưng họ không có ai để hỏi cả, hoặc họ không hỏi nó trên mạng. Và có thể nghĩ trong đầu giúp Tài luôn, đó là gì? Anh chị hãy nghĩ ra 1 đến 3 ý tưởng, 1 đến 3 câu hỏi thôi mà anh chị đã nhận được nhiều nhất trong tuần vừa rồi, hoặc là trong tháng vừa rồi. Những khách hàng tiềm năng của anh chị đang hỏi điều gì? Hãy viết nó ra trên giấy và hãy nghĩ về nó, đúng nhờ? Và đó chính xác là ý tưởng mà anh chị muốn làm, ok? Và cái thứ ba ở đây đó là gì? Đừng có viết kịch bản, ok? Đừng viết kịch bản. Khi mà mới bắt đầu làm ấy, có thể cái việc viết là cái thứ mà sẽ cản trở anh chị, bởi vì anh chị chưa từng viết một cái nội dung bao giờ, và cái việc viết nó sẽ là thứ cản trở anh chị quay, đúng nhờ? Anh chị sẽ cảm thấy rằng mình không viết ra được chữ nào cả, anh chị ngồi cả buổi nhưng anh chị không viết ra được chữ nào cả. Cái lý do tại sao? Đó là bởi vì nó thiếu hụt kỹ năng, và đó là cái thứ mà anh chị chưa có khi mà anh chị chưa truyền đạt ra ngoài nhiều bao giờ. Và cái việc viết nó sẽ là cái thứ mà khiến cho anh chị cản trở anh chị quay cái điều này. Thế nên là đừng viết kịch bản. Hãy coi như là mình đang ngồi trước cái máy quay, hay là một khách hàng tiềm năng của mình, một người khách hàng mà mình đang chăm sóc, mình trả lời câu hỏi mà họ đang hỏi mình. Và do đó mình có thể nói một cách nó lưu loát mà không cần bất cứ một cái kịch bản nào cả. Quay và nó là chấm hết, đúng nhờ? Chúng ta không viết kịch bản nào cả, chúng ta sẽ quay luôn, đúng nhờ? Quay luôn và chúng ta sẽ đọc cái câu trả lời của mình. Cùng lắm Tài sẽ gửi cho anh chị đó là gì? Anh chị có thể lấy cái điện thoại của mình ra, anh chị gạch đầu dòng ra là tôi sẽ trả lời câu hỏi này với 3 ý chính như thế này. Ví như là Tài đang làm cái kịch bản đây đó là gì? 5 bước để vượt qua cái nỗi sợ quay video. Thì bước 1 đó là giảm thiểu những thứ cần chuẩn bị. Bước 2 đó là chọn chủ đề mà bạn tự tin và nói.
nhiều lần ngoài đời. Bước 3 là đừng viết kịch bản và quay. Bước 4 là lặp lại đến video thứ 10. Và bước 5 là bắt đầu cải thiện chất lượng sau. Ok, thì đó là cách mà Tài sử dụng để trả lời câu hỏi này mà không cần bất cứ một kịch bản nào cả. Lý do tại sao chúng ta đã nói ngoài đời rất là nhiều lần rồi thì bản thân chúng ta sẽ biết cách để nói điều đấy như thế nào mà không cần bất cứ một kịch bản nào cả. Ok, và đó chính xác là cái mà Tài đã giúp cho rất nhiều anh chị, mà anh chị khi mà nói với Tài ấy, chị cũng biết nói gì cả, Tài ơi, Tài chị cứ bật máy quay lên là bắt đầu chữ nó đâu nó bay hết. Ok, nhưng mà Tài đã ngồi đấy để quay với khách hàng của mình, để tư vấn, để cố vấn cho họ quay. Và họ nói từ 0 phút đến 10 phút mà câu nói trước đó là họ nói không biết nói cái gì, xong bật cái máy quay lên thì nói 10 phút. Ok, thì cái lý do tại sao chúng ta làm được như vậy, đó là chúng ta trả lời một cái câu hỏi mà chúng ta đã trả lời ngoài đời nhiều lần rồi, mang nó lên mạng thì nó thành video thôi. Ok, và đấy là những video đầu tiên mà chị sẽ muốn làm. Và cái thứ tư, đó là chúng ta sẽ lặp lại đến video thứ 10 theo cách như này. 10 video đầu tiên chúng ta đừng có chuẩn bị gì cả. Dùng điện thoại, ánh sáng mặt trời hay bất cứ điều gì đó. Sau đó chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thường gặp mà chúng ta gặp được của khách hàng. Đó chính xác là thứ anh chị muốn làm. Bởi vì 10 video đầu tiên anh chị sẽ vượt qua được tất cả những cái vấn đề mà anh chị đang nghĩ trong đầu. Anh chị đang sợ camera, anh chị không biết nói gì, anh chị sợ người khác phán xét, anh chị sợ kỹ thuật. 10 video đầu tiên nó sẽ giải quyết được bằng cách đó là chúng ta chỉ cần trả lời câu hỏi thường gặp của khách hàng thôi. Và đó chính xác là cách dễ nhất để anh chị vượt qua được nỗi sợ này. Và đến video thứ 10 trở đi, đó mới là cái thứ mà chúng ta sẽ đến bước 5, đó là chúng ta bắt đầu cải thiện chất lượng video của mình. Tại thời điểm này anh chị hãy bắt đầu nghĩ tới cải thiện chất lượng. Bởi vì giai đoạn bắt đầu là giai đoạn nhiều ma sát nhất, nhiều thứ kìm hãm anh chị lại nhất, nhiều thứ kìm hãm anh chị lại nhất ở đây. Với rất nhiều cái niềm tin giới hạn, với rất nhiều cái sự đa nghi về bản thân. Nào là tôi là người hướng nội, tôi không làm video được. Nào là tôi không biết nói gì. Nào là tôi không biết quay như nào, vân vân. Tất cả những thứ đấy nó sẽ biến mất sau 10 video đầu tiên. Và đến video thứ 11, 12, 13 trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu cải thiện chất lượng. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ bắt đầu cải thiện về ý tưởng của video này, cải thiện về kịch bản của video này, cải thiện về chất lượng ánh sáng và chất lượng âm thanh này, cải thiện về việc dựng video của chúng ta này, và cải thiện cái khả năng truyền đạt của chúng ta. Ok, đó là tất cả những gì anh chị cần để anh chị có thể bắt đầu được cái công việc kinh doanh này, và anh chị có thể thu hút được những khách hàng ở trên online mà không phụ thuộc vào thương hiệu cá nhân hay là bất cứ điều gì cả. Và đây là một thứ mà Tài muốn chia sẻ với anh chị, bởi vì Tài biết được rằng rất nhiều anh chị ở đây, anh chị là người có kinh nghiệm, anh chị là chủ doanh nghiệp, anh chị là người những người có kỹ năng chuyên môn cao, và anh chị muốn có được cái dòng doanh thu đến từ online, nhưng mà vì lý do gì đó mà đến bây giờ anh chị vẫn cảm thấy rằng cái việc chia sẻ, cái việc xuất hiện trên video là một thứ nó đang cản trở anh chị. Vậy thì nếu anh chị đã xem tới đây rồi thì anh chị có thể bấm vào đây để xem tiếp cái video cách mà Tài chia sẻ về cái hướng tiếp cận mới mà không cần phải sử dụng sản phẩm mồi, sản phẩm đầu phễu, để anh chị có thể có một cái công việc kinh doanh thu hút nhiều khách hàng hơn trong năm nay nhé. Hẹn gặp lại anh chị tại đó.